Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã chia sẻ về một ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhiều cư dân mạng không tấn công nữ nghệ sĩ kỳ cựu vì cho rằng cô kiếm tiền từ việc nhận quảng cáo bất chấp mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Trước ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết ứng dụng này thuộc một dự án cộng đồng của Bộ Y tế. Cô chỉ chia sẻ, không phải quảng cáo và nếu ai không thích thì có thể lướt qua chứ đừng để lại comment không hay. Nhiều người thể hiện sự đồng cảm với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, có người còn để lại bình luận đề nghị Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cấm sóng Hồng Vân vĩnh viễn. Bình luận này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ diễn viên 55 tuổi. Cô trả lời, Vân không biết mình làm gì sai để bị cấm sóng ạ. Phản ứng của cô trước những lời công kích về phía mình nhận được lời khen ngợi từ khán giả bởi sự văn minh và khéo léo. Khán giả cho rằng mọi người nên để nghệ sĩ có cơ hội sửa sai và ghi nhận thái độ tích cực thay vì công kích.